cho bóng. Điểm 3-2. Ra bóng qua phòng độ mình đi chưa được cẩn thận. Nhận bóng này. Chào bạn mình. Hoàng và Thu Hà. Rất hay. 57. Hay. Thì rất tốt kỹ năng. Cú trên bàn tham dự một đường. Đơn. Trả ra bóng 2. May mắn rất đáng tiếc. Theo dõi và video hướng dẫn của video hướng dẫn cơ bản do bạn Tuấn. TT rồi. Trên YouTube. Sửa ra này theo như nhanh chóng tìm thấy các luật trực tiếp của câu chuyện bài 2. Cái này hả? Alo, trên bàn số 7 xin mời cô Đức Hòa, Nguyễn Huỳnh Anh. Đội đầu đôi có được một vị trí đánh tay trái là rất thích.